chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, hợp vía thần tài, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, trúng lớn liên tiếp, ngồi hái ra tiền, đổi đời giàu sang viên mãn, hưởng phúc tới già. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thuộc mệnh thổ, sa trung thổ, đất lẫn trong cát. Những người tuổi Đinh Tỵ rất thông minh, sâu sắc, năng động và quyến rũ một cách bí ẩn. Họ có đầy đủ các nguồn lực trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp. Họ có khả năng phản ứng mạnh mẽ và kỹ năng xã hội cao. Họ kết bạn với nhiều người và rất coi trọng tình bạn. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và kiên trì. Vì vậy, họ dễ dàng phạm sai lầm. Họ quá thẳng thắn, đôi khi có thể làm tổn thương người khác. Họ là người cứng đầu, vì vậy hầu như không lắng nghe ý kiến của người khác. Những người tuổi Đinh Tỵ trời sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ nên vận mệnh khá đào hoa. Họ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ được chồng yêu thương, quan tâm, còn nam mệnh tuổi Đinh Tỵ lấy được vợ đảm đang, hiền hậu. Can Đinh và Chi Tỵ đều thuộc hành quả nên tâm hồn của người tuổi Đinh Tỵ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ là người năng nổ, hăng hái trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, điều này khiến tính khí của những người tuổi này khá thất thường. Tuy vẻ ngoài của họ luôn điềm tĩnh, ung dung, nhưng nội tâm lại chất chứa nhiều tâm tư. Người tuổi Đinh Tỵ có tham vọng lớn, luôn khát khao sự giàu sang, quyền lực và địa vị, với nghị lực kiên cường. Họ sẽ cố gắng không ngừng để giải quyết mọi trở ngại, vượt qua mọi đối thủ. Chính vì thế, họ có thể tự mình tạo dựng nên sự nghiệp vững chắc. Phong thái của những tuổi Đinh Tỵ luôn cứng rắn, không khoan nhượng. Với tài hùng biện thiên bẩm, họ có thể trở thành những vĩ nhân trong lĩnh vực chính trị, luật sư. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ, vận may sự nghiệp của họ dao động rất lớn, sẽ có một số cơ hội trong lĩnh vực làm việc của họ. Nếu họ có thể nắm bắt tốt các cơ hội, họ sẽ trở thành chuyên gia trong ngành. Nếu họ không nắm bắt nó tốt, họ chỉ có thể hoàn thành, không có gì vào cuối. Hơn nữa, cơ hội thường xuất hiện mà không có điểm báo, do đó có ý kiến cho rằng họ kiên trì học tập trong cuộc sống hàng ngày, tài sản của họ tương đối đơn giản. Họ có thể phát triển một thói quen xấu, xa hoa. Nếu họ chỉ tiêu tiền nhưng không biết cách quản lý tiền, cuối cùng họ sẽ không còn tiền. Tuy nhiên, họ có một may mắn trong đầu tư. Nếu họ có thể học một số kiến thức về đầu tư và quản lý tiền, họ có thể kiếm được một số tiền đáng kể. Chỉ cần nhớ, đừng lãng phí tiền vào các sản phẩm vô dụng. Quý khán giả thân mến, theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và tháng sinh, thì ngày sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Bởi dựa vào ngày sinh, chúng ta có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một số tính cách của một người. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh ra trong khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy người tuổi Đinh Tỵ sinh vào ngày nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 1. Cuộc đời hanh thông, suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít, thành nhiều bại ít, mệnh cát tường. Người này thường xuyên gặp may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ, đạt thành sự nghiệp. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 2. Thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành, đức độ, đa tài, đa nghệ, tuổi trẻ bình thường, an ổn, tuổi già đại cát. Cuộc đời luôn tiến về phía trước, phát triển không ngừng. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 3. Có vận trình muộn phiền, nhấp nhô, không nơi nương tựa, không thể dựa vào gia đình, cha mẹ, anh em không giúp đỡ, tuổi trẻ nhiều vất vả, tuổi già mới được hưởng phúc. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 4. Không có tài giao lưu nói chuyện nên thường xuyên gặp khó khăn trong giao tiếp, chơi với bạn bè chịu thiệt thòi, cuộc đời nhiều rủi ro, làm mất chí khí, đề phòng gặp sai lầm. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 5. Một đời vui vẻ, thoải mái, ung dung, vui sướng, mệnh mang đào hoa, nhân duyên rất dượng, chú ý có điểm thì phi đàm tiếu và nhất là đề phòng nạn tửu sắc ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 6. Vận trình cát hung, họa phúc đan xen, chìm nổi bất định, thành ít bại nhiều, nếu có thể xa quê làm ăn xa thì mới phát triển, đạt được danh lợi và thành đạt, sự nghiệp rạng rỡ. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 7. Có mệnh tọa đào hoa, nhân duyên cực dượng, người phong lưu, đa tình, yêu nhiều, quen nhiều, tiền bạc vào túi đi ra hết.
Chi tiêu không hợp lý nên không có tài sản tích lũy, tuổi già khó khăn, không được hưởng phúc, không nơi nương tựa. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 8. Vận mệnh nửa mừng nửa lo, có hung có cát, có vui có buồn, tiền vận không tốt, có tai nạn, thanh niên phiền muộn, vất vả, nhấp nhô, trắc trở, từ trung vận tạm thời ổn định hơn. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 9. Số gặp thị phi, thường xuyên gặp chuyện gièm pha, tai tiếng, mưu sự khó thành, không thuận lợi, có nhiều rủi ro rất lớn, số phận khổ sở, mệt mỏi. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày mùng 10. Có cá nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, tài lộc phong phú, cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng, sầu muộn. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 11. Các hung đang xen, họa phúc song song, cũng có gặp chuyện tốt nhưng cũng không ít phiền muộn, trắc trở, phải bôn ba và di chuyển nhiều. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 12. Nên xuất ngoại thì phát triển tốt và sự nghiệp rạng rỡ, tay trắng dựng nghiệp, tự mình cố gắng không có ai trợ giúp. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 13. Cũng là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi Đinh Tỵ, cuộc đời phong lưu, vui sướng, tiền vận bình thường, trung vận phát đạt, tuổi già thoải mái, hưởng phúc cả đời, ung dung, không có chuyện gì bận tâm, lo lắng. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 14. Có đường hôn nhân rất tốt, vợ chồng tương thân tương ái, có thể cùng trợ giúp bạn đời cùng phát triển, có hy vọng phát đạt, giàu có, tài lộc đầy đủ, không lo nghèo khó. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày rằm. Sự nghiệp như ý, công việc thuận lợi, có thể tích lũy tài sản, gia hưng nhân vượng, con cháu đông đúc, thuận hòa. Điểm duy nhất cần đề phòng là gặp chuyện khó khăn, gian nan, nên chọn đường dễ, không cần đâm hoàng bụi rậm. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 16. Là mệnh cách không thuận lợi, gặp nhiều tai nạn hung hiểm, nhân duyên lạnh nhạt, không có người kề cận chia sẻ, một đời cô độc. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 17. Mệnh mang quan tinh nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách nam môn, người này mưu sự thành công, quyền chức gian danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 18. Có gia vận thịnh vượng, tài lộc dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ, an lành, một đời an yên, tốt lành, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 19. Mặc dù khổ cực, vất vả nhưng cũng được hưởng phúc, không cần lo cái ăn cái mặc, tài chính đầy đủ, có danh vọng, sự nghiệp khởi sắc, công việc thuận lợi, càng cố gắng càng thành đạt. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 20. Tiền vận không tốt, trung vận khởi sắc, bắt đầu phát đạt, tuổi trẻ vất vả bôn ba, từ trung niên chuyển đổi hanh thông hơn, suôn sẻ hơn. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 21. Có gia nghiệp thịnh vượng, tài lợi dồi dào, công thành danh toại, xa gần đều nổi tiếng, người có chức có quyền tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 22. Là người có số mệnh tha hương, rời nhà đi làm lập nghiệp, bốn biển là nhà không ổn định, trung niên tài dưỡng tài lộc, đủ dùng, càng di chuyển nhiều càng phát đạt. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 23. Thông minh, hiếu học, dũng cảm, can trường, có tài có trí, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 24. Mệnh mang đào hoa, thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt, cả đời vui vẻ, hạnh phúc, ái tình hưởng đầy đủ nhưng tài lộc không tụ, khó tích lũy được tài sản. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 25. Thông minh, hiền lành, nhanh nhẹn, hoạt bát, là anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 26. Một đời khổ sở, phiền muộn, nhất là thời trẻ vô cùng bôn ba vất vả, nhưng trung vận chuyển đổi cũng có cải thiện hơn, sự nghiệp thành đạt, con cái đông đúc và hòa thuận, cuối đời sung dày. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 27. Cuộc đời trùng trùng, mạo hiểm, xung quanh có nhiều chuyện khó lường, không được bạn đời trợ giúp, vận trình nhấp nhô, trắc trở, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 28. Các hung song hành, có họa có phúc, cuộc đời nhiều lần chuyển đổi bất ngờ, nhanh mồm nhanh miệng nên vướng vào thị phi, thường xuyên gặp tai tiếng,
đường con cháu tốt lành, đông đúc, hòa thuận. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 29. Trời sinh đào hoa, nhân duyên với người khác phái vô cùng thịnh vượng, một đời phong lưu nhưng không tích lũy được tiền tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Đinh Tỵ sinh ngày 30. Có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi, thành đạt gian danh, tài lộc thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này được dự báo là một tháng có hung, có cát, cơ hội và thách thức song hành với người tuổi Đinh Tỵ. Các tinh mang tới nhiều cơ hội để bạn phát triển và triển khai các kế hoạch, nhưng cũng không ít hung tinh tiềm tàng có thể gây sóng gió bất ngờ cho bản mệnh như nguyệt lệnh lâm trường sinh. Nhìn chung, mọi thứ vẫn đang có tiến triển tích cực. Con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo và độc đáo, tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Vận khí khởi dựng nhưng vẫn còn khá yếu ớt, nhắc nhở bản mệnh cần thực hiện từng bước, đừng hấp tấp quá mà sôi hỏng bỏng không, đề phòng thị phi quấy nhiễu. Tài lộc trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ chưa thực sự lý tưởng, chính tài may mắn ổn định, nhưng thứ tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo, đặc biệt có hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh, bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Vì có nhiều vấn đề để bận tâm nên chuyện tình cảm không được quan tâm đúng mức, tháng 9 âm lịch này cũng không có gì đáng để bạn hy vọng. Các cặp vợ chồng thậm chí có lúc có bất đồng khi bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương. Cả hai cần bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho đối phương, cùng sẻ chia thì tình cảm mới có cơ hội để thăng hoa. Sức khỏe trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ cũng không được tốt cho lắm, khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Thậm chí, nếu tình hình này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến cho bạn luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Đinh Tỵ đón những sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn sự thăng tiến thuận lợi. Nếu bản mệnh có thể nắm chắc các khí mà nguyệt lệnh lâm trường sinh mang tới, bạn có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới, bước đầu giành được thành công đáng tự hào. Đặc biệt, con giáp này còn đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển không chỉ cá nhân bạn mà còn của cả tập thể. Có thể thấy, tuổi Đinh Tỵ đang tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi, bản mệnh nên tập trung sức lực nhiều hơn để không lỡ mất vận may hiếm có này. Tuy nhiên, hung tinh thiên hình và thiên quan có thể gây ra những mối nguy hại hay thị phi nhiễu nhưng do tiểu nhân gây ra. Bạn vốn cũng chẳng hề để tâm đến từng chi tiết nhỏ, nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay. Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể đánh đổi bằng chính những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Lúc này, dù có làm bất cứ việc gì bạn cũng cần thực hiện từng bước, đừng gấp gáp quá mà sôi hỏng bỏng không. Nhất là nếu có ai đã chỉ ra lỗi của bạn thì chú ý lắng nghe để sửa sai. Sự cố chấp, bảo thủ hay quá tự tin vào bản thân đều không thích hợp để thể hiện vào thời điểm này. Nhìn chung trong tháng 9 âm lịch này, sẽ có cả thách thức và cơ hội tới với người tuổi Đinh Tỵ. Cứ coi khó khăn như cơ hội để rèn giũa ý chí và bản lĩnh của mình thêm mạnh mẽ. Chỉ cần con giáp này vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn, có đủ quyết tâm, đủ ý chí, lại có năng lực sẵn sàng thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho có thể thấy, vận trình tài lộc tháng này của tuổi Đinh Tỵ hung nhiều cát ít trong tháng 9 âm lịch này. Chính tài nếu có thể giữ được mức ổn định đã là may mắn rồi, nhưng thứ tài khá kém, không thích hợp để đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Lại thêm trong tháng có tiểu hao, bản mệnh dễ bị lừa gạt về tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm mà bao nhiêu việc cần phải chỉ tiêu. Đã vậy,
bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Tháng này, bạn được khuyên nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu để dụ bạn vào tròng và chiếm đoạt lợi ích của bạn. Tuy nhiên, may mắn là tháng 9 âm lịch này còn có nguyệt lệnh trường sinh trợ mệnh, người tuổi Đinh Tỵ vẫn có thể thấy tia sáng le lói ở phía cuối con đường. Nếu con giáp này chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tăng thêm cơ hội tài lộc cho mình từ chính nghề tay trái, thì bạn có thể cải thiện được tình trạng thu chẳng đủ bù chi. Tất nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải đánh đổi không ít, tốn nhiều công sức làm việc tất bật suốt ngày. Thậm chí, chuyện ăn ngủ không điều độ, bạn có thể tự cân nhắc thiệt hơn để có lựa chọn cho riêng mình. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch này, do tuổi Đinh Tỵ có nhiều vấn đề phải bận tâm từ công việc tới tiền bạc, nên bạn cũng không đủ thời gian để quan tâm đúng mức cho cả chuyện tình cảm. Mối quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà xảy ra nhiều vấn đề hiểu lầm không được tháo gỡ kịp thời. Cả hai có lúc có bất đồng khi bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương. Đôi bên cần bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho đối phương cùng sẻ chia thì tình cảm mới có cơ hội để thăng hoa. Thêm nữa, tiểu nhân ở ngoài xúc xỉa cũng có thể khiến cho bản mệnh và người ấy sinh lòng hiềm nghi. Cần phải tỉnh táo để tránh mắc bẫy của tiểu nhân. Điều quan trọng nhất để gìn giữ mối quan hệ chính là niềm tin dành cho nhau. Người độc thân trong tháng này nếu đang mong chờ một điều mới mẻ nào đó sẽ đến, nhưng bản thân bạn lại luôn dùng lý do bận bịu, không có thời gian thì cũng không có gì đáng để bạn hy vọng. Trước hết, con giáp này cần sắp xếp lại cuộc sống của bản thân đã nhé. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tháng này thể trạng của tuổi Đinh Tỵ cũng không được lý tưởng. Khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể. Thậm chí, nếu tình hình này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến bạn luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Trong tháng lại có sự xuất hiện của thiên hình hung tinh, báo hiệu về những nguy cơ bạn có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Tuổi Đinh Tỵ cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này, công việc của bạn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Điều đó đa phần đến từ nỗ lực của chính bạn và có cả sự giúp sức từ bên ngoài nữa. Những cống hiến của bạn sẽ được ghi nhận và mọi người sẽ còn nhắc về bạn với những thành tích mà bạn đã đạt được. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nỗ lực của bạn cũng như các mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh có thể diễn ra tốt đẹp, và điều này có thể khiến bạn ngày càng trở nên tự tin hơn. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bạn có thể hòa đồng với môi trường xung quanh, bạn có thể sẽ nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh. Điều này rất hữu ích trong việc tạo ra các kết nối mới có lợi cho tương lai. Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Ngày này, sự nghiệp của bạn tiến triển tốt đến mức mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và khám phá thêm những lĩnh vực mới mẻ mà bạn đã yêu thích từ trước. Ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là ngày bạn tỏa sáng rực rỡ và có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Các kỹ năng xã hội và trí tuệ của bạn cũng được phát huy tối đa trong thời gian này. Ngày 20 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là ngày sẽ mang đến nhiều thuận tiện và may mắn tới cho bạn trong sự nghiệp. Theo đó, việc làm của bạn sẽ gặp nhiều suôn sẻ với ít trở ngại. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Ngày này công việc của bạn sẽ rất bận rộn, nhưng bạn biết cách để đảm bảo chất lượng công việc của mình. Hiệu suất ổn định là một trong những ấn tượng tốt của mọi người khi nghĩ tới bạn. Ngày 23 tháng 9 âm lịch. Ngày này, nguồn năng lượng của bạn đã lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh, đặc biệt là trong công việc. Bạn được nhiều người yêu quý và công việc cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn. Ngày 28 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc vượng phát, trực giác nhạy bén sẽ mang tới may mắn cho bạn. Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh,
những kế hoạch đầu tư dài hạn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận lâu dài. Ngày 29 tháng 9 âm lịch, ngày này tài chính sẽ rất tốt, có thể bạn sẽ có thêm từ thu nhập bên ngoài. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn, vì bạn sẽ cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi thường xuyên. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuần này tỷ thiên gây rối cho người tuổi Đinh Tỵ, bản mệnh có thể gặp phải vướng mắc trong công việc, với bạn bè và đồng nghiệp, bạn không nên quá cứng đầu, cứng cổ, gạt bỏ ý kiến của người khác, mà nên dành thời gian để kiểm tra xem quan điểm của mình đã thực sự đúng đắn, chính xác chưa. Khi gặp phải khó khăn, bản mệnh có thể chia sẻ với mọi người xung quanh mình hoặc hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Nếu cảm thấy công việc đang làm quá sức của mình, bạn không nên tự cô lập bản thân và cố gắng làm mọi việc một mình. Tuần này một khắc thổ, đáng buồn hơn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng con giáp này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại khó có thể dung hòa, hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuần này tương phá cảnh báo người tuổi Đinh Tỵ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu. Dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy thì cũng chớ để bản thân rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời rủ rê của người khác. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư, chứ không nên quá vội vàng. Bởi thời điểm này, tình hình kinh tế chung khá khó khăn và bạn cũng gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Tuần này một khắc thổ, nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau, đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến cho tình cảm ngày càng rạn nứt. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuần này thường quan ngăn trở người tuổi Đinh Tỵ, bản mệnh dễ gặp phải vướng mắc với người làm lãnh đạo. Đừng để tính cách nóng nảy, bốc đồng là nguyên nhân khiến cấp trên phản cảm với bạn, gây cản trở cho sự phát triển trong tương lai. Khi gặp phải khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản mệnh chớ nên bỏ dở giữa chừng. Bạn nên cố gắng hơn nữa, bởi khó khăn cũng là lúc bạn nhận ra tiềm lực của bản thân, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Tuần này thổ khí đương dượng cũng nhắc nhở con giáp này nên chú ý đến sức khỏe của mình. Dù công việc bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ để tránh đổ bệnh. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tuần này nhờ có lục hợp nâng đỡ người tuổi Đinh Tỵ, bản mệnh làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tuần này một khắc thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên cố tình nói dai nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy. Tiếp theo là cẩm nài dượng vận cho tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp đón những sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên tài lộc chưa thực sự lý tưởng. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Con số may mắn 65, 43 và 74. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn,
Nếu như có chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu thì hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh, cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, còn tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Sửu. Trên phương diện công việc, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Sửu cùng có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển, đạt được thành công. Tuổi Đinh Tỵ thông minh, sắc sảo, còn tuổi Sửu chăm chỉ, cẩn thận, đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dần. Nhìn ở một góc độ khác, nếu như trên phương diện làm ăn, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Tuổi Dần thông minh, nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác, giúp tuổi Đinh Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại sự may mắn về tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mão. Đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo nếu như tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau. Tuổi Mão cần cù, chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ, giữa họ sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bởi nếu một bên nóng nảy sẽ có một bên nhường nhịn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thìn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau, trong khi đó, tuổi Thìn sẽ hết mực ủng hộ, nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ, sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác và luôn đề xuất những biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi Tỵ hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Ngọ. Cặp đôi tuổi Đinh Tỵ và tuổi Ngọ cũng khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài được với nhau. Tuổi Ngọ là người yêu thích sự tự do, mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn tuổi Đinh Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm. Mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mùi. Tuổi Đinh Tỵ thích lãnh đạo người khác và tuổi Mùi cũng vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu nhưng những mâu thuẫn và bất đồng thường xuyên xảy ra khiến cho mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mùi dễ tan vỡ. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thân. Tuổi Đinh Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tuổi Đinh Tỵ có sự ảnh hưởng lớn của tiền bạc, vật chất và địa vị, còn tuổi Thân yêu thích cuộc sống an nhàn, bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh, mối quan hệ giữa tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thân sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dậu. Sự kết hợp của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kế hoạch phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, những mâu thuẫn, xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tuất. Tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Vậy sự hợp tác này rất cần thiết. Hơn nữa, tuổi Tuất thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác nhất để tuổi Đinh Tỵ có thể giải quyết được khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Hợi. Hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tuổi Đinh Tỵ nhiệt tình, với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức công việc. Còn tuổi Hợi sẽ luôn chấp hành nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu nói, người có phước không cần vội vàng, người vô phước gấp gáp đến mấy cũng vô ích. Một người có phước hay không có thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài của người đó. Đây không phải mê tín mà là một loại năng lượng. Người có phước dường như luôn có điều gì đó phù hộ, thực chất là những đặc điểm nhất định của chính họ đã mang lại phước báo. Một người có phước hay không có thể nhìn vào ba điểm là biết. Những người sở hữu ba đặc điểm sau đây khó có thể cản khi vận may đến. Cuộc đời sẽ gặp nhiều phước lành và hứa hẹn mùa màng bội thu. Một là nhìn vào thái độ của họ đối với gia đình. Trên thế giới này, chúng ta chỉ là những người bình thường. Điều quan trọng nhất mà người bình thường cần làm là gì? Đó là sắp xếp cuộc sống cho tốt, chăm sóc tốt cho gia đình, có tấm lòng nhân hậu và tạo ra kết quả tốt.
để biết một người có gặp vận may hay không, trước tiên phải nhìn vào thái độ của người đó đối với gia đình mình. Người nào đối xử tốt với cha mẹ, vợ con thường được ông trời ưu ái hơn. Chúng ta có thể thấy qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình rằng những người tìm kiếm sự giàu có và cơ hội bất chấp, thậm chí sẵn sàng đánh đổi gia đình thường sẽ không có kết quả tốt đẹp. Gia đình bất hòa thì sự nghiệp khó có thể phát triển tốt. Nhớ rằng, có những điều bạn không thể giấu kín. Một người không chung thủy, không đối xử tốt với chính những người thân của mình, rồi một ngày mọi chuyện sẽ sớm bị phơi bày. Dù là ở đâu và bất cứ khi nào, chúng ta cũng cần tử tế với gia đình mình. Hãy sống ngay thẳng, làm việc thực tế, nhẫn nại với cha mẹ hơn, quan tâm đến người thân hơn, bao dung với con cái hơn. Bạn sẽ không phải lo lắng rằng trời không dành cho bạn sự ưu ái. Hai là nhìn thái độ của họ với tiền bạc. Thái độ của một người đối với tiền bạc che giấu điểm mấu chốt của con người họ. Những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi nhuận, phản bội lòng tin vì tiền bạc, dùng thủ đoạn lừa gạt người khác, tìm cách hãm hại người khác, cuối cùng sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Tiền là con dao hai lưỡi. Đối với người chính trực, tiền là phương tiện cải thiện cuộc sống, sưởi ấm lòng người. Đối với kẻ tham lam, nó sẽ khiến con người ta lạc lối, sa vào vực sâu. Người giỏi giang thích của nhân phải lấy bằng cách chính đáng. Hơn ai hết, họ hiểu nước có thể nâng thuyền, cũng có thể làm thuyền chìm mất. Trời đất có mắt, những kẻ làm điều ác ắt sẽ bị trừng phạt. Những người chân thành đối xử với người khác ắt sẽ được đền đáp. Nếu có thể chân thành thì đừng giả dối, nếu có thể ngay thẳng thì đừng chỉ vì lợi ích. Hãy chăm chỉ cố gắng kiếm tiền, nhưng cũng luôn phải nhớ hai chữ lương thiện. Biết đâu là việc có thể và không thể làm. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng nên kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Đừng tham lam những gì không thuộc về bản thân, để rồi đẩy chính mình vào tình cảnh khó khăn hơn. Tiền phải kiếm được một cách quang minh, chính đại. Con người phải sống thực tế và chăm chỉ làm việc, hài lòng với những gì mình có. Cuộc sống ắt sẽ mở ra những điều tốt đẹp cho bạn. Ba là nhìn vào thái độ của họ trước những thất bại. Thái độ của một người đối với thất bại quyết định người đó có thể đi được bao xa. Cuộc sống này 9 phần 10 là những điều không như ý muốn. Là một con người, cuộc sống không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió. Nhiều người khi gặp thất bại, phản ứng của họ luôn là khóc lóc một cách cay đắng, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Trong khi đó, có những người khác sẵn sàng đối mặt một cách tích cực, âm thầm tu dưỡng bản thân và chờ cơ hội phản công. Trải qua nhiều thời đại, vô số tấm gương thành công đã chứng minh rằng chỉ những người kiên trì đối mặt với thất bại mới có thể đạt được chiến thắng. Những người thành công đó đã trải qua những khoảng thời gian không ai quan tâm đến. Họ phải đối mặt với nhiều khủng hoảng thử thách. Sự kiên trì là vũ khí mạnh nhất của họ. Những người tìm thấy sức mạnh từ khó khăn và không ngừng nâng cao đức tính, khả năng của mình sẽ kiên trì đến cùng, khiến con đường đời ngày càng rộng mở. Bạn tin tưởng vào điều gì, tương lai điều đó sẽ đến với bạn. Muốn có cuộc sống tốt, cảm xúc ổn định, thái độ tốt và sự kiên trì đều không thể thiếu khi đối mặt với những thất bại. Điều chúng ta thực sự nên làm là chấp nhận thực tế, đối mặt trực tiếp với thử thách, suy ngẫm về bản thân và mở ra bước ngoặt. Hãy tạo cho mình thêm nguồn năng lượng tích cực, tin rằng bản thân có thể thành công, có thể nổi bật và vận dụng luật hấp dẫn để thu hút mọi điều tốt đẹp đến với mình. Sau đó, hãy làm việc chăm chỉ để làm những gì bạn cần và tin rằng cuộc sống cuối cùng sẽ mở ra những ngày tốt đẹp hơn. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.